Thông tin về tai nạn giao thông xảy ra mới đây giữa 10 xe ô tô va chạm liên hoàn trên cả hai chiều của đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ. Nguyên nhân ban đầu được các tài xế cho là do người dân đốt đồng, khói bay gây mất tầm nhìn của các bác tài. Theo đó, khu vực cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ bất ngờ xuất hiện mù, làm cho nhiều lái xe ở cả hai chiều không thể quan sát, điều khiển phương tiện. Tại chiều đường từ Cần Thơ về Rạch Giá, xe ô tô 7 chỗ mang biển số thành phố Cần Thơ giảm tốc độ do không thể quan sát, bị nhiều ô tô phía sau tông trúng, trong đó gồm 2 ô tô 4 chỗ, 2 ô tô 7 chỗ và 3 ô tô tải. Ở chiều ngược lại, ngay vị trí trên, một xe ô tô 4 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh cũng bị một ô tô tải và một xe 4 chỗ khác đâm trúng. Tại hiện trường, nhiều phương tiện vỡ nát nằm ngổn ngang trên đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Vụ tai nạn đã làm hư hỏng nhiều phương tiện, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Tân Hiệp và cảnh sát giao thông tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.